Sau đây, kính xin đồng bào cho tôi nói chuyện với Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và cũng như nói chuyện với Hội đồng Giám mục Việt Nam và đồng thời nói chuyện với vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng. Kính thưa quý vị, tài sản của quý vị có được bao nhiêu? Tài sản đó có phải là của những người dân làm ra hoặc là do một số quý vị tham nhũng bán đất, bán biển và bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân? Hoặc là do tiền dân cúng mồ hôi nước mắt, thời giờ quý báu của người dân? Và giờ đây quý vị, các cơ sở của quý vị cũng như tài sản riêng tư của quý vị đã quá nhiều. Quý vị cất trong ngân hàng, quý vị mua cổ phần ở nước ngoài, quý vị đầu cơ tích trữ, quý vị tiếp tục tích trữ đầu cơ, hoặc là quý vị cất đó để dùng chi tiêu cho những công việc cần thiết mà thông thường là các cơ sở tôn giáo làm như thế. Nói cho cùng là tất cả, hầu hết quý vị, phải nói là tất cả các đại diện các tôn giáo và cũng như Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và vây cánh Nguyễn Tấn Dũng, các người đã và đang có quá nhiều tiền. Thế thì các người cần làm gì đối với sự kêu gọi của Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh linh, anh hùng, hồn tử sĩ đã hiện ra trên mây ban sấm lệnh cảnh cáo và cảnh báo cho quý vị được biết là hãy mau mắn chấp hành. Thông báo và gửi gắm những sấm lệnh này, những phép lạ này đến tận tay mỗi người trên quả địa cầu được biết và được có gấp. Thế thì quý vị đã làm chưa? Và sẽ làm gì nếu quý vị chưa làm đối với những sấm lệnh này và đối với những phép lạ này mà Thượng Đế Toàn Năng gián tiếp ra lệnh cho tôi gửi sấm lệnh này đến cho quý vị qua truyền thông, truyền hình, Internet, YouTube? Nếu quý vị chưa làm thì hãy mau mắn chấp hành. Bởi vì không một ai trong chúng ta chạy khỏi lưới của ông trời. Lưới trời không ai chạy thoát. Quý vị nhận diện được hình ảnh Cha Trời Giêsu.
Đây là khuôn mặt cha trời Giêsu đã hiện ra trước rồi. Sau đó Ngài cho khuôn mặt anh hùng chiến sĩ hồn tử sĩ hiện ra trên mây để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình và những kẻ ác tham quyền cố vị, tham nhũng hối lộ, độc tài, những kẻ giàu có, ích kỷ sẽ lần lượt lập công chuộc tội gấp hoặc là những cái đó lần lượt sẽ bị thần chết ở cõi siêu nhiên đến bắt đi và sẽ giam cầm những kẻ không thực sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội. Đây là hình ảnh trắng đen, khuôn mặt của hàng triệu triệu anh hùng hồn tử sĩ đã hiện ra trên mây bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho quý hương hồn anh hùng hồn tử sĩ. Với đầy quyền năng của Thượng Đế ban cho và sẵn sàng tiêu diệt những kẻ cố chấp kiêu ngạo, khinh thường sấm lệnh của Thượng Đế Toàn Năng mà tôi đã miệt mài thông báo bấy lâu nay. Quý vị nghĩ như thế nào? Nhất là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như vây cánh Nguyễn Tấn Dũng và bọn cầm đầu Tàu Cộng sẽ đối diện với hàng triệu 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 hồn tử sĩ, anh linh, chiến sĩ trận vong hai miền Nam Bắc Việt Nam và cũng như tất cả những anh hùng chiến sĩ, hồn tử sĩ trận vong đã hy sinh ở khắp mặt trận trên quả địa cầu sẽ cùng nhau đồng lòng tiêu diệt bọn cầm đầu Trung Cộng và cũng như tiêu diệt bọn cộng sản độc tài hung dữ ác độc bấy lâu nay, cũng như triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong này sẵn sàng tiêu diệt những kẻ đầu cơ tích trữ tư bản xanh tư bản đỏ, gây chiến tranh bán vũ khí mà cũng như gây chiến tranh để bán cổ phần làm xáo trộn cộng đồng thế giới bấy lâu nay. Và đây là hình mẫu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Quý vị học hỏi được gì về những phép lạ này? Hãy nhìn bằng cặp mắt tâm linh, hiền hòa, sám hối, khẩn cầu cùng thế giới thiên loại, ngõ hầu nhờ đó mà thế giới thiên loại mới mở mắt tâm linh của quý vị ra, để mà nhờ đó mà quý vị mới có thể nhìn thấy và học hỏi về những sấm lệnh và những phép lạ cảnh báo khẩn cấp ban cho quý vị. Tôi dùng chữ ban cho nhé, tôi dùng chữ ban cho là bởi vì
Nếu mà Thượng Đế không còn thương xót quý vị thì Thượng Đế không cho tỏ ra những hình ảnh phép lạ này và những sấm lệnh này và bảo tôi gửi đến cho quý vị. Thượng Đế còn thương quý vị. Đó là lý do tại sao Thượng Đế mới ban những sấm lệnh và những phép lạ này cho quý vị học hỏi và mau mắn sám hối, lập công chuộc tội khi mà quý vị còn có cơ hội. Quý vị nên nhớ là thế giới siêu nhiên có thể đến và bắt linh hồn quý vị bất cứ lúc nào, cũng như có thể đến bắt linh hồn tôi về trình diện Thượng Đế bất cứ lúc nào. Thì đương nhiên Thượng Đế chắc chắn có thừa quyền năng để bắt linh hồn của quý vị về trình diện Ngài bất cứ lúc nào. Quý vị cần cho đám lãnh đạo Trung Cộng biết về những sấm lệnh này, bởi vì chính họ cũng cần được biết gấp. Vì khi cơ trời chuyển trong những ngày tháng năm sắp tới, động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây, khi mà Thượng Đế nắn quả địa cầu lại, thì đất nước Trung Cộng sẽ có một phần đất sẽ bị nhận chìm xuống biển nước, và cũng như một phần đất ở Nga Sô sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và sẽ có một số quốc gia cũng sẽ bị nhận chìm xuống biển nước. Và thế giới sẽ lâm vào cảnh rối ren, đói khát, xáo trộn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Và lúc đó, người dân bản xứ ở tại các nước trên quả địa cầu sẽ đồng lòng đứng lên đòi quyền căn bản, công bình, bác ái, thiện lành, nhân bản. Thì lúc đó là lúc mà những kẻ quyền thế giàu có, hung dữ, ích kỷ, kiêu ngạo, độc tài sẽ bị xử tội bởi những người dân bản xứ ở tại đất nước của họ. Và đương nhiên, quý vị sẽ đối diện với cuộc sống thật là khó khăn, kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt khi những sự việc đó xảy ra. Và những sự việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì những phép lạ đã hiện ra trên mây, cảnh báo trước. Thượng Đế không bao giờ ích kỷ hết. Thượng Đế lúc nào cũng răn dạy, cảnh báo, thậm chí có những lúc năn nỉ, van xin con cái mình là nhân loại. Các con ơi, hãy lo sám hối gấp, bởi vì cơ trời chuyển. Thượng Đế nói là ta buộc lòng phải thực thi những điều mà ta cần phải làm vì công bình bác ái tồn tại cùng càn khôn của sự sống, của càn khôn, mà định luật công bình bác ái của càn khôn thì không tị hiềm một ai cả. Thế thì tất cả những tài sản quý vị sẽ làm gì? Hay là những tài sản đó là bằng chứng để kết án quý vị khi mà thần chết ở cõi siêu nhiên đến bắt linh hồn quý vị, đem quý vị ra xét xử trong những ngày tháng năm sắp tới, bởi vì lưới trời không ai chạy thoát. Ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta dạy rất kỹ càng và rõ ràng từng chi tiết. Đúng như những gì mà Cha trời Giêsu
giảng dạy chúng ta. Và đương nhiên, Cha Trời Giê-xu thì giảng dạy đầy đủ chi tiết nhất. Giờ đây, Trung ương Đảng Cộng sản ở Việt Nam và vây cánh của Nguyễn Tấn Dũng cũng như Hội đồng Giám mục Việt Nam cần làm gì đối với sấm lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng, anh linh, hồn tử sĩ ban cho sấm lệnh đặc biệt này. Quý vị và chúng ta, tất cả chúng ta liệu mà giữ hồn. Ông bà mình dạy liệu rau mà gấp mắm. Tất cả những gì chúng ta làm, ảnh hưởng tốt xấu đều liên hệ đến càn khôn. Giờ đây, quý vị nhìn kỹ một lần nữa. Đây là hình ảnh khuôn mặt Cha Trời Giê-xu hiện ra trên mây. Hình ảnh này là hình mẫu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Chúng ta phải có hình mẫu gốc thì chúng ta mới có thể in ra hình đậm hay lợt. Đây là hình mẫu gốc. Bề dài hàng trăm mai, bề ngang hàng trăm mai. Hình này thật là vĩ đại đã hiện ra trên mây. Tôi đoán như vậy thôi, tôi không có biết chắc là bao nhiêu mai. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy đây là vòng cầu ngũ sắc. Đây là vòng cầu ngũ sắc, vòng trời đó, bao xung quanh mặt trời ở chính giữa đây nè. Thì cái hình này rất là lớn, đây là mặt Cha Trời Giê-xu. Rất là lớn. Và đây là hình chúng tôi làm màu đậm hơn, để cho ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Kể đến nữa, đồng bào xem xét hình ảnh anh hùng chiến sĩ trận vong, hồn tử sĩ trên khắp các mặt trận đã hiện ra theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình. Và đây là hình trắng đen. Còn đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Phía bên đây, đồng bào thấy có rất nhiều người có mặt ngày hôm đó khi tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện ở tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Nói đến đây thì tôi vô cùng, phải nói là không phải là vô cùng mà phải nói là rất là xấu hổ đối với đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On County. Bởi vì hầu hết đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On County rất là thờ ơ đối với việc làm Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại do tôi làm việc bấy lâu nay. Bởi vì đồng bào Việt Nam ở On County hầu hết đa số
vô tình hoặc là có. Đây là hai khuôn mặt của hai anh hùng chiến sĩ trận vong khác chiến tuyến, khác mặt trận. Nhưng mà khi những anh hùng chiến sĩ này hy sinh thì những anh hùng chiến sĩ này được đoàn tụ với nhau theo lệnh của Thượng Đế Toàn Năng, bởi vì họ đã hy sinh để cho nhân loại có dịp học hỏi thêm những bài học giá trị. Nhờ đó mà nhân loại có thể sống thêm đầy ý nghĩa. Thế nhưng mấy ai trong đồng bào Việt Nam chúng ta ở tại On Cao Tì học hỏi về những sự việc vĩ đại và vô cùng quan trọng này? Đồng bào nhìn kỹ đó. Tôi cầu nguyện rất nhiều người có mặt ngày hôm đó ở tại tượng đài chiến sĩ vượt Mỹ, hình bên đây nè, hình đó đó, coi hình đây nè, có rất nhiều người. Hình này tức là cái hình này đấy. Đó, đồng bào coi đi. Tại sao chúng ta hãy dùng không dùng những phương tiện khoa học của nhân loại để chúng ta giám sát và giám định và khảo sát nghiên cứu về những phép lạ này, coi xem coi có hiện thực hay không, hay là những phép lạ này do Photoshop hay là do những cái bức tranh vẽ hay là cái gì đó của con người tạo ra. Tuy nhiên thực tế những phép lạ này thế giới con người chúng ta sẽ không bao giờ làm được, bởi vì những phép lạ này vô cùng vĩ đại và chỉ có thế giới thiên loại mới có thể làm ra, tác tạo ra được những hình ảnh phép lạ này. Đồng bào nhìn rõ chưa? Một lần nữa, hình trắng đen. Đây là hình trắng đen. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đồng bào thấy rõ chưa? Phía dưới này là cái gì đây? Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và nhân loại lãnh đạo bởi thế giới tâm linh, tức là thế giới thiên loại đó. Chỉ có thế giới thiên loại mới có thể giải tán thế giới cộng sản, và cũng như chỉ có thế giới thiên loại mới có thể tiêu diệt hoặc là bắt bớ bọn quỷ sa tăng. Tiếp theo sau đây, sẵn đây tôi trình bày cho đồng bào một số phép lạ. Một lần nữa nhắc đi nhắc lại hoài mệt quá, nhưng mà bổn phận tôi phải làm khi mà tôi còn có cơ hội. Bởi vì tôi không có muốn khi mà tôi trình diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng rồi lúc đó bị khiển trách bởi vì chưa làm tròn bổn phận của mình. Và đây, tiếp theo. Đồng bào thấy hình ảnh gì đây? Đây là hình ảnh. Phải nói là tất cả nhân loại mau mắn cần được biết gấp, là bởi vì đây là hình ảnh cảnh báo về việc động đất tsunami, nước biển dâng tới mây. Và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, chúng tôi in ra như thế. Đồng bào có thấy hình ảnh nước biển dâng tới mây trong hình ảnh này không? Đồng bào có thấy trong đây có hình ảnh mặt quỷ sa tăng trong này không? Nhìn kỹ đi. Nhìn để học hỏi, để mà mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội khi mà chúng ta còn có cơ hội.
đi vào chi tiết chút xíu, quý vị giải thích cho tôi nghe coi tư bản xanh tư bản đỏ là gì, hay là hai cái thằng này bên trong nó giống nhau, tức là cái nhãn hiệu thì khác nhưng mà bên trong thì độc tài, tham nhũng, kiêu ngạo, ích kỷ, bè phái, quyền thế, đúng không? Tham nhũng, đầu cơ, tích trữ, gây chia rẽ để làm giàu, hoặc là gây chiến tranh để làm giàu, hoặc là dụ dỗ buôn bán cổ phần để làm giàu, hoặc là băng đảng, bè phái, rồi đàn áp những người cô thế. Kính thưa quý vị, những cái việc làm của quý vị, tức là tư bản xanh, tư bản đỏ, tôi nói là của bọn cộng sản và của bọn tự do quá trớn, thì bên trong là giống nhau hết, tội ác của các người giống nhau hết. Ở đây tôi không nói đến tự do công bình bác ái nha, tự do công bình bác ái là tốt, tức là mình được quyền tự do làm những việc công bình bác ái, còn tự do mà muốn làm gì làm được, tự do muốn làm gì làm thì là cộng sản mẹ rồi, tại vì nó nhân danh là quản lý tất cả mà, tức là vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô sản, nhưng mà mẹ nó cái bọn khốn kiếp này á, nó được quyền quản lý đời sống người khác, quản lý tất cả, có phải nó bô lá vô liếu không? Quý vị hiểu chữ chủ tịch không? Chairman, chủ tịch đó, mẹ chủ tịch cộng sản hay là chủ tịch nghiệp đoàn, hay chủ tịch thì ở đâu, cả thế giới này đâu cũng có chủ tịch hết. Chủ tịch một cái cơ sở thương mại, chủ tịch một công ty đó, là cái như bắt đầu độc tài đã ta chủ tịch mà đó, rồi cái thằng cộng sản thì nó là chủ tịch luôn cả nước, cả cả dân luôn, nó là chủ tịch mà, tức là nguyên một đất nước người ta, đời sống người ta mà nó đòi làm chủ luôn, tại nó là chủ tịch cả một nước mà đó, rồi rồi bí thư rồi cái gì, rồi cái thằng chủ tịch ví dụ như là Nguyễn Phú Trọng, là Hồ Chí Minh, rồi cái gì chủ tịch gì, chủ tịch hả, tổng tổng bí thư, chủ tịch đó, rồi đẻ ra là nào là chủ tịch quận, chủ tịch tỉnh, chủ tịch gì gì đó, chủ tịch nước đó là chức chức phận của bọn quỷ Sa Tăng hả, nó ban cho để mà nó điều khiển, để mà phạm tội, để mà làm nô lệ cho chúng. Thì mẹ nó thì hầu hết những thằng chủ tịch là những thằng độc tài đấy, cái chức vị nó là như vậy mà nhất là chủ tịch cộng sản nữa thì thôi, thì mẹ nó kinh hoàng nữa, bởi vì linh hồn của nó sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, rồi mặt mày nó biến thành quỷ Sa Tăng xấu quắc ra đây nè, rõ ràng đây nè đó. Tụi bay đứa nào muốn làm chủ tịch thì làm đi đó, đây nè đó, lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm đó, rồi từ từ là mặt mày biến thành mặt quỷ Sa Tăng luôn đó, coi đi, đã biến thành mặt quỷ Sa Tăng nè, cho coi quỷ Sa Tăng nè đó, ấn chưa đó, coi đi coi đi coi đi mà học hỏi. Thấy rõ chưa? Đó là mặt quỷ Sa Tăng đó. Mặt quỷ Sa Tăng là xấu lắm. Xấu mà xấu mà ông bà tổ tiên mình nó, người đời nói là xấu quắc luôn á. Đó. Bây giờ là quý vị coi đi mà học hỏi. Tại vì nếu đôi khi mình nói đó thì nó không có bằng chứng đó. Thì đôi khi nó cũng chán chường, nhưng mà cái này là